mình cũng không hiểu là cái ban lãnh đạo của Grab này, những người Việt Nam nó như thế nào luôn, đưa ra mỗi chính sách là cùng là người Việt Nam với nhau không mà đưa ra những chính sách như vậy thì chẳng khác nào là ép con người Việt Nam. Rồi ok, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh của mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái vấn đề mà mình khá là bức xúc. Thì đó là về vấn đề mà Grab Buy Economy. Rồi, thì cái vấn đề này nó sẽ như thế nào? Ai là người có lợi và lợi ích như thế nào? Thì anh em nghe mình chia sẻ từ từ, rồi anh em sau khi mà nghe mình chia sẻ video này, anh em có thể là comment cái phần ý kiến mình lại để xem nó đúng hay nó sai hay là nó như thế nào ha. Rồi, thì nếu như mà anh em nào đang chạy, đang hoạt động thì những ngày hôm nay sẽ thấy Grab thông báo tính năng dịch vụ Grab Buy Economy. Đó, là bạn sẽ đăng ký dịch vụ đó. Còn nếu mà anh em nào chưa có đăng ký chạy hoặc là chuẩn bị chạy thì có thể tham khảo để mốt mà có chạy thì để tìm hiểu thông tin cho kỹ. Thì hôm trước mình cũng đã đăng ký rồi, thì mấy hôm nay mình cũng chạy, mình cũng thấy bình thường, thấy không có thấy cũng chiếc xe nó để chữ Grab Buy Economy á, ở chỗ trên màn hình của bạn nó để chữ Grab Buy rồi xong nó có chữ Economy phía sau đó các bạn. Thì đối với cái tính năng Grab Buy Economy này nó sẽ như sau. Đầu tiên là cái thời gian hoạt động nó từ 9 giờ cho đến 4 giờ chiều, tức là cái khung giờ này thoáng xe. Rồi cái thứ hai là khách mà đặt Grab Buy Economy này sẽ được tiết kiệm 10%. Mà anh em biết 10% này là từ đâu ra không? 10% này là từ tiền của tài xế chuyển qua, trích của tiền tài xế ra đó. Tức là bây giờ như thế này, hôm qua mình có nhận một cái chuyến xe là 15 km, thì mình sẽ để hình ảnh như này cho anh em coi ha. 15 km thì mình thấy khi mình đón rồi mình bóng ra quãng đường 15 km thì mình thấy chỉ có 50.000 thôi. Mình thấy rất là lạ, tại vì bình thường nếu như mà những chiếc Grab Buy bình thường á là 15 km thì tài xế sẽ được phải là 60 đó. Thì sau khi mà mình trả khách xong thì mình có nhắn tin với mà mấy bạn tàu đại viên, thì mấy bạn mới trả lời là cái Grab Buy Economy này nó là một cái chiến dịch kích cầu tiêu dùng cho khách hàng. Tức là bây giờ Grab nó đưa ra cái chính sách ưu đãi cho người tiêu dùng là đăng ký Grab Buy Economy trong khoảng khung giờ đó sẽ được cái giá là thấp hơn đó. Đối với Grab Buy Economy á, thì giá chiếc xe là 2 km đầu tiên sẽ là 1.700 đồng đó, và mỗi km tiếp theo là 4.300 đồng. Còn mỗi phút mà di chuyển sau 2 km đầu tiên á, thì sẽ được cộng thêm 240 đồng. Đó, tức là khi mà anh em nhận chuyến xe đó mà anh em 2 km đầu tiên rồi sau 2 km đó anh em di chuyển thì nó khoảng 10 phút thì anh em sẽ được thêm 2.000 đó. Thì số tiền thật ra nó không đáng vào đâu hết anh em, tại vì khi mà anh em mà di chuyển càng chậm thì cái hộp nhiên liệu mình càng nhiều thôi, mình càng kẹt xe thì hộp nhiên liệu càng nhiều thôi đó. Thì mình mới trả lời với tổng đại viên là nếu mà làm như vậy không đúng, tại vì khi mà Grab đã kích cầu tiêu dùng á thì Grab phải có cái chế độ khuyến mãi cho khách hàng, nó có những cái chính sách ưu đãi hay là khuyến mãi để cho khách hàng họ sử dụng ứng dụng của Grab. Chứ cái này khi mà công ty đã kích cầu tiêu dùng rồi mà không có trích cái phần từ cái nguồn mà tiền vốn hoạt động của công ty ra để mà khuyến khích kích cầu tiêu dùng, này lại mà kích cầu tiêu dùng hình thức là giảm cái số tiền từ tài xế thì làm sao mà đúng được đó. Thì mấy bạn tổng đại viên cũng nói là như vậy, tức là mà để mà nâng cao cái chuyến xe của tài xế, gia tăng chuyến xe tài xế thì khi mà tài xế nào đăng ký cái Grab Buy Economy này á, thì sẽ được nhiều chiếc xe hơn đó. Thì nói như thế này chẳng khác nào là bắt buộc anh em tài xế cũng phải đăng ký rồi đó. Thì bây giờ không trong khung giờ đó mà người ta không đăng ký Grab Buy Economy thì người ta lại không được nhận được chiếc xe đó, bắt buộc người ta phải đăng ký. Nhưng mà người ta đăng ký xong, tài xế đăng ký xong thì cái số tiền tài xế lại bị giảm đi một phần. Thật ra là ví dụ như là chiếc xe đó thì nó 50.000 nó cũng không là bao nhiêu đến nổi, nhưng mà với cái chính sách như thế này của Grab thì càng ngày mình thấy cái tài xế nó càng bị quá thiệt thòi rồi. Tức là thay vì bây giờ là nếu mà khuyến mãi hay như thế nào thì bắt buộc phải có cái chính sách từ công ty hoặc là nguồn ngân sách marketing công ty bỏ ra như thế nào để mà kích cầu tiêu dùng hoặc là khuyến mãi cho khách hàng. Còn đằng này khuyến mãi khách hàng mà cắt cái nguồn thu nhập của tài xế lại thì anh em thấy quá bất hợp lý không đó. Thì bắt buộc là như vậy, là mỗi tài xế đều phải đăng ký cái gói này đó, thì mới nhận được nhiều chuyến xe hơn. Cũng như lúc trước mình có chia sẻ một lần ở cái video là 4 giờ siêu rẻ thì cái giá cước của Grab nó thu cao hơn như bình thường, nhưng mà lúc đó mình cũng chia sẻ rồi thì cũng không nói đi, tại vì giá tiền của tài xế thực ra thì nó vẫn là như vậy, chủ yếu là khách hàng là đóng thêm thôi, chứ tài xế vẫn nhận được cái số tiền trên đúng trên cái quãng đường mình đi di chuyển. Còn đằng này á thì khi mà công ty mà đã đưa ra cái chính sách như vậy rồi
là kích cầu cho khách hàng tiêu dùng mà lại cắt giảm đi cái phần thu nhập của tài xế đó, thì anh em nghĩ là như thế này là có đúng hay không, có hợp lý hay không đó. Cứ anh em tài xế nào cũng phải là đăng ký, thì mọi người đều đăng ký, thì đến cái khung giờ đó là từ 9 giờ đến 4 giờ chiều là anh em hầu như là lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi trên một cú xe. Thì cái Grab Economy này nó là một hình thức kích cầu tiêu dùng của Grab, một chính sách kiểu giống như là khuyến mãi vậy anh em đó. Nhưng mà người có lợi thứ nhất là khách hàng, thì khách hàng có lợi mình cũng không nói đi đó, vì ví dụ đôi khi mình cũng là khách hàng mà. Rồi thứ hai là công ty còn vẫn có lợi, cái chiết khấu phần trăm vẫn giữ như vậy, nhưng mà công ty vẫn được cái chính sách thưởng, cái chính sách khuyến mãi cho khách hàng đó. Người duy nhất chịu thiệt là tài xế. Em thấy không, bây giờ ví dụ 15 km mà mình di chuyển, mình hôm qua mình di chuyển ở Bình Dương và Đồng Nai chứ không phải di chuyển Sài Gòn nữa nha đó, mà 15 km thì mình di chuyển cũng nhanh đó. Nhưng mà anh em trừ cái tiền xăng ra, tiền công, tiền mà khấu hao tài sản của mình thật ra mình nói là mình cầm 15 km mình chạy 50 ngày mình thấy rất là ngán luôn. Biết là ví dụ như khi mình chia sẻ những cái vấn đề như thế này thì rất là nhiều ý kiến anh trái chiều khác nhau, nhưng mà ví dụ như cái trường hợp như thế nào nó không nói, còn đây là em thấy nó quá rõ ràng. Nó biết là mình đi làm là mình chấp nhận làm công cho Grab rồi, mình làm phụ thuộc vào nó rồi, nhưng mà nó ở trong cái khuôn khổ là chấp nhận được. Chứ còn đằng này là bây giờ mà cứ đè tài xế ra để mà ép các kiểu đó. Như lúc trước là tài xế cũ á, thưởng thì như nào thì nó vẫn, nó đã tăng lên là 100 ngọc, là như bình thường bốc hai là lên 600 ngọc rồi đó. Thì đôi khi anh em bào vẫn có thể lấy được, bào phút thì bào lấy được, nhưng mà giờ anh em nghĩ bây giờ mà tài mới mà chạy được bao nhiêu ngọc đó, phần thưởng là cắt đi rất là nhiều rồi. Thì bây giờ thêm cái dịch vụ Grab Economy này nữa, bắt buộc anh em phải đăng ký. Anh em không đăng ký thì lại không có những chiếc xe mà khách hàng sử dụng chức năng đó thì anh em lại không được nhận đó. Thì có phải là bắt buộc anh em phải đăng ký không đó? Bây giờ cứ 10 người là họ sử dụng, 8 người, 7 người họ sử dụng tính năng đó thì có nghĩa hơn mà, cho người ta mới sử dụng đó, nghĩa hơn người ta mới sử dụng. Thì mà anh em không có cài đặt cái chức năng đó thì anh em lại không có được chiếc xe đó. Cho nên là tóm lại cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ để anh em tham khảo và đưa ra cái ý kiến của từng người, cũng như là về cái tính năng này của Grab, như vậy là nó có hợp lý hay nó hiệu quả nên nó như thế nào không. Chứ mình thấy là hầu như là nó quá vô lý rồi, chiến dịch marketing một cách quá vô lý, có lợi cho khách hàng, có lợi cho công ty, nhưng mà người thiệt thòi là tài xế. Cắt cái số tiền mà cái giá tiền km của tài xế lại, nó bình thường là các bạn được 4.000 một km đúng không, nhưng mà chạy Grab Economy bạn còn được 3.000 mấy thôi, 3.300, 3.400 thôi. Mình thì thật ra mình nói, mình chia sẻ để cho anh em cùng tham khảo thôi, chứ thật ra mà mình cũng không hiểu là cái ban lãnh đạo của Grab này, những người Việt Nam nó như thế nào luôn, đưa ra mỗi chính sách là cùng là người Việt Nam với nhau không mà đưa những chính sách như vậy thì chẳng khác nào là ép con người Việt Nam mình nhau phải chạy, phải làm cho bằng được những cái chính sách mà họ đưa ra này. Đó, rồi thì video mình cũng chia sẻ là như vậy, thì vì quá bức xúc nên mình muốn chia sẻ để anh em tham khảo. Đó, thì ra những vấn đề mà liên quan đến tiền bạc thì mình cũng ngại để chia sẻ, tại vì nó rất là nhiều ý kiến trái chiều đó, nhưng mà này thật sự là mình thấy nó nên là để chia sẻ, anh em nên tham khảo và mọi người có cái đóng góp ý kiến để mà nếu mà được bên Grab mà nhỡ mai mà có xem được đó, thì có đóng góp thông tin thì càng tốt, càng lan truyền rộng rãi thì càng tốt thôi. Rồi hy vọng là anh em để lại cái phần ý kiến của mình ở dưới phần comment về cái tính năng Grab Economy này, ai sẽ là người có lợi đó và lợi như thế nào, và chính sách như thế là có phù hợp hay không ha. Rồi ok, xin chào tất cả anh em ha.